Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình và mình là Nhật Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái flat file CMS hoàn toàn mới, đó là Batflat. Đây là một cái flat file CMS mà mình thấy nó rất là hiện đại, giao diện nó hiện đại và nó có rất là nhiều chức năng. Mà hiện tại là nó là một cái CMS mới mà chưa được review nhiều ở trên cộng đồng mạng. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn review cho các bạn và hướng dẫn các bạn cách để mà mình cài đặt nó và sử dụng sơ qua những cái chức năng của nó nha các bạn. Thì để truy cập vào trang chủ của Batflat Cms này á, các bạn search trên Google chữ Batflat nha các bạn. Cái kết quả đầu tiên trả về á là trang chủ của nó luôn. Ở đây khi các bạn mới vào á là nó không phải là ngôn ngữ tiếng Việt nha các bạn, và nó cũng không phải là ngôn ngữ tiếng Anh, thì các bạn có thể thay đổi ngôn ngữ ở trên góc bên phải của mình nha. Thì mình sẽ chuyển nó về tiếng Anh cho dễ đọc và dễ hiểu hơn nha. Thì ở đây nó giới thiệu cho mình là nó là một cái CMS mà nó light, có nghĩa là nó nhẹ, nó mỏng nhẹ, nhanh và cài đặt dễ dàng. Và nó sử dụng shaded bootstrap cho cái CMS của nó. Bootstrap nha các bạn. Ở đây nó cũng có giới thiệu sơ qua một số tính năng của nó, như là nhỏ nhẹ, nhanh, đơn giản. Nó có module, nó sử dụng file bay chứ nó không sử dụng database. Rồi nó hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Rồi cái giao diện của nó dễ dàng để mà mình chỉnh sửa. Nó tối ưu hóa cho cái SQL, cái SEO của mình. Nó SQL friendly, cũng như là nó làm cho cái SEO của mình nó thân thiện với cái máy chủ tìm kiếm đó các bạn. Và cái cuối cùng của nó là cái mobile ready, nó sẽ sử dụng CSS bootstrap để mà nó reborn cái giao diện của nó. Thì nó có demo ở trên góc nữa các bạn, kích vào demo để mình xem thử demo của nó. Là khi demo có nghĩa là khi mà mình vừa mới cài xong đó, thì mình sẽ có được những cái gì ở đây, thì ở demo nó sẽ thể hiện cho các bạn. Mình sẽ có một trang chủ nha, kéo xuống nó có mờ góc rồi này kia. Qua trang about nè, trang contact, nó hỗ trợ đa ngôn ngữ nữa các bạn. Đây là một cái CMS hỗ trợ đa ngôn ngữ, và khi các bạn xem trên điện thoại di động thì nó sẽ thu gọn về nha các bạn. Nó thu gọn về, nó là nó reborn cái giao diện nha các bạn. Rồi ok, mình xem sơ qua nha, để mình đăng nhập admin thử xem ở trong nó có gì. Lần đầu tiên các bạn tải về và các bạn đăng nhập admin đó, thì tên mật khẩu mặc định của nó là admin và mật khẩu là admin nha các bạn. Ở tại cái khu vực admin mà nó demo, nó sẽ có các cái chức năng như là blog để mình viết bài, page để mình tạo trang tỉnh, navigation để mà mình thay đổi cái thanh navigation của mình, bộ sưu tập ảnh. Rồi tiếp module, ở đây nó là nó hướng theo module các bạn, và nó cài sẵn cho mình một số cái module ở đây, và mình có thể cài thêm một số module mà nó chưa active thì mình có thể active lên. Và hiện tại nó chỉ hỗ trợ bao nhiêu module thôi, và nếu mà tương lai á thì nó sẽ hỗ trợ nhiều hơn, vì bởi vì nó cũng là một CMS hoàn toàn mới nha các bạn. Các bạn có thể upload một cái module lên nha các bạn cài nè. User ở đây nó hỗ trợ cho mình là đa người dùng nữa các bạn. Ở cài đặt mình cũng có một số cài đặt cơ bản như là tiêu đề web, description, keyword, rồi cái trang bắt đầu, ngôn ngữ, múi giờ, giao diện. Ở đây nó hỗ trợ cho mình hai giao diện các bạn, và các bạn có thể search trên Google, nó cũng còn có rất là nhiều những giao diện khác mà mình search mình thấy nó cũng khá là đẹp đó các bạn. Ok, là bây giờ mình đã giới thiệu sơ qua về các cái chức năng cơ bản của CMS này rồi nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách download và cài đặt nó. Để download cái CMS này các bạn kích vào download Batflat. Phiên bản của nó hiện tại là phiên bản 1.35.
các bạn chọn download free nha các bạn. Ở đây mình cũng xin giới thiệu sơ qua luôn giữa sự khác biệt giữa cái phiên bản miễn phí và cái phiên bản trả phí nha các bạn. Trả phí á, mình phải mua tới 29 đô nha. Thì ở cái phiên bản trả phí á, nó sẽ có lợi thế hơn là nó sẽ được hỗ trợ về mặt công nghệ, tức là mình không hiểu cái gì mình có thể email nó và nó sẽ support lại cho mình. Ngoài ra nó cũng có thể hỗ trợ cho mình những cái khác, như là nó có thể là remove cái là nó loại bỏ cái đường dẫn ở phía bên dưới của cái website của mình đó. Đây nè, đó, mã nguồn thuộc về Batflat nè, thì nếu mà mình mua thì mình có thể có quyền bỏ cái này đi các bạn. Cơ bản nó vậy thôi. Còn như cái này là logo phía bên trong, nếu mà người mua thì có thể thay được cái logo phía bên trong, thì logo phía bên trong đó là những cái này nè các bạn. Đây. Rồi ok, mình đã tải về xong rồi ha. Thì mình sẽ mở lên. Ở đây mình cũng sẽ mở SAM server lên luôn nha các bạn. Vì nó là một cái flat file CMS nên là các bạn khi mà cài đặt á, các bạn chỉ cần bật cái phần hỗ trợ của PHP lên là được. Và các bạn không cần phải bật MySQL luôn. Mình nhấn vào Explore này để mình di chuyển tới cái thư mục gốc của cái website nữa bạn. Ở đây mình search cái thư mục là http doc nha. Còn nó hồi HT doc á, nhưng mà mình quen gọi là http doc rồi, nên là có gì các bạn cũng thông cảm nha. Cái sổ cũ của mình lúc trước mà mình demo á, thì bây giờ mình xóa đi. Sau đó mình copy toàn bộ cái sổ mà mình down về, kéo qua. Vậy là xong rồi, các bạn có thể đóng lại được rồi đó. Rồi, bây giờ mình có thể truy cập vào localhost để kiểm tra thử nha. Đây là cái giao diện lúc mà mình vừa mới tải về và mình vừa mới cài nha các bạn. Đây là cái giao diện mặc định của nó và nó có một cái bài viết mẫu cho mình. Đây là bài viết mẫu của nó. Ngôn ngữ mặc định của nó là tiếng Anh. Bây giờ mình sẽ thử đăng nhập vào admin. Tên đăng nhập của nó là admin nha các bạn. Mật khẩu của nó cũng là admin luôn. Đó là tên đăng nhập và mật khẩu mặc định. Rồi mình đóng lại trang của nó nha bạn. Bây giờ mình sẽ demo và hướng dẫn trên trang của mình nha. Bây giờ mình sẽ thử post một bài mới. Thì nếu mà để post một bài mới lên cái blog này á, thì các bạn vào blog nè, add new. Ở đây các bạn nhập tiêu đề của blog nha các bạn. Phần phía bên dưới này chúng ta sẽ nhập nội dung. Ở đây mình lười nên là mình đánh rồi mình cốp ra thôi nha, vậy cho nó nhanh. Cái cover photo này là cái gì mà cái cover photo này là cái hình đại diện cho nó khi mà mình xem một cái bài viết ha. Ở đây mình cũng chọn cover photo cho mình nha. Mình ví dụ như là mình chọn một hình nào đó mà nó đẹp đẹp chút xíu. Ok, mình chọn cái ly cà phê bằng mình siphon nữa các bạn. Cái salon này là cái URL của các bạn nha. Tình trạng nè các bạn, lúc mà đăng các bạn nhớ chọn là cái chế độ boot, nó đã boot rồi nha. Còn chế độ nháp đó là nó sẽ không boot, không đăng ra đâu rồi. Tab được, các bạn có thể thêm tab vào cho nó hoặc chọn cái tab có sẵn. Thì cái này là tùy theo mình làm bài viết và mình SEO bài viết hết bạn. Rồi ok, mình có thể SEO được rồi đó. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại trang chủ của mình. Và các bạn thấy là mình có một cái bài viết mới. Đây là tiêu đề. Đăng bởi cái người dùng này vào cái thời gian này, không có comment nào. Cái hình ban nãy mình chọn nữa các bạn. Nội dung nữa các bạn. Đây mình có thể continue reading để mình xem thêm ở bên trong cái bài post này. À, sorry các bạn, hiện tại là mình chưa có cái slung cho nó các bạn. Đây. Mình tưởng là nó sẽ tự động nó tạo cái slung chứ. Tiêu đề là nó slung là cái URL của nó lúc mà mình tạo ra các bạn. Rồi. Ok. Rồi được rồi đó. Thì đây là cái slung nữa các bạn.
các bạn làm SEO á, các bạn rất là quan trọng cái URL ở trên này á, thì nó sẽ hỗ trợ mình cái đó, mà thường là nó sẽ tự động nó update nhưng mà mình không không để ý, chắc nó bị gì đó mình không để ý, thường là nó sẽ tự tạo luôn các bạn. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái thao tác cơ bản nữa ở trên cái CMS này ha, đó là mình sẽ thay đổi cái thanh navigation này. Mặc định của nó là home, about và contact ha, thì mình bây giờ mình không thay gì nhiều, mình sẽ sửa nó lại thành tiếng Việt. Các bạn vào navigation, các bạn chọn manager nha, thì ở đây mình sẽ chọn edit đó, và ở đây home thì mình đánh lại là ok, lưu lại. Tiếp about là giới thiệu rồi, contact liên hệ rồi ok, ra đây mình xem lại này, thì nó sẽ ra là trang chủ, giới thiệu và liên hệ nha. Còn một thao tác cấu hình cơ bản nữa mà mình sẽ giới thiệu với các bạn, đó là cách đó mà mình thay đổi những cái này, những cái tên mặc định của nó, những cái tiêu đề mặc định của nó và những cái keyword mặc định của nó. Thì các bạn vào trong setting nha các bạn, và vào cài đặt chung nha các bạn. Ở đây các bạn đặt tiêu đề của cái website, ví dụ như là mình đặt là Nhật Minh Blog đi. Rồi cái này là description nha các bạn, tức là mô tả về cái blog của bạn, cái blog của bạn nói về cái gì, hay là các bạn muốn chia sẻ cái gì với mọi người, thì các bạn sẽ đánh vào phần mô tả ở đây. Ở đây là cái keyword nha các bạn, keyword là cái từ khóa của mình để mình làm SEO nha các bạn. Thì cái blog của mình chủ đề là cái gì thì mình sẽ đánh những keyword này vô. Mình là CMS mã nguồn mở, hay là flat file CMS, ví dụ như vậy. Rồi ok, mình sẽ lưu lại các bạn. Ở đây mình sẽ tải lại trang xem có gì thay đổi nữa. Đây, thì cái đầu tiên là nó sẽ thay đổi nè. Đó, thay đổi như thế này. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình. Kênh của mình sẽ tiếp tục chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái thủ thuật mà liên quan tới cái CMS mã nguồn mở và các hệ điều hành mã nguồn mở. Và đặc biệt là mình rất là thích những cái flat file CMS. Nó rất là tiện cho mình cài đặt web vào sau lưu backup, và cho những cái landing page hay là những cái trang web mà ở mức độ vừa và nhỏ. Thì các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình sẽ tiếp tục chia sẻ rất là nhiều những kinh nghiệm về nó. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.